Dù lãi suất đã hạ nhiệt thế nhưng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 3 thì vẫn tăng trưởng tốt. Cụ thể là theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước thì tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư cũng đã tăng thêm 100.800 tỷ đồng lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng, vượt xa con số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng. Như vậy là từ đầu năm tiền gửi của dân cư và ngân hàng tăng 7%, trong khi tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm 4,8%. Hiện các ngân hàng đang trả lãi suất dao động từ 7,5 cho đến 8,1% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Còn với kỳ hạn 6 tháng thì lãi suất phổ biến ở mức là từ 6 cho đến 8% một năm.